Ngày 29 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc về tình hình giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tình hình mới, diễn biến mới phức tạp hơn của dịch bệnh, đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực hơn, phù hợp hơn, hiệu quả hơn thì mới có thể kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh. Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, đợt dịch lần này có đặc điểm bùng phát đa nguồn dịch, đa hình thái, đa chủng lây nhiễm. Virus lây lan nhanh, phát tán mạnh trong không khí, mức độ đào thải mầm bệnh rất nhanh, chỉ 1 đến 2 ngày có một vòng lây nhiễm và theo cấp số nhân. Đặc biệt lây nhiễm rất mạnh trong không gian hẹp, không thông khí. Bộ Y tế nhận định và dự báo, tại Bắc Ninh, Bắc Giang, các trường hợp mắc mới sẽ tiếp tục được ghi nhận do nguồn lây tồn tại trong thời gian dài, phạm vi rộng, nhưng cơ bản hai địa phương đang cố gắng từng bước kiểm soát tình hình dịch bệnh. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, việc bảo vệ các khu công nghiệp trong bối cảnh hiện nay là hết sức quan trọng để bảo vệ sản xuất công nghiệp. Các khu công nghiệp phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc thường xuyên, tối thiểu từ 20% số công nhân trở lên. Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, giãn cách xã hội là biện pháp rất quan trọng để phòng chống dịch. Các địa phương đã rất chủ động thực hiện khoanh vùng, cách ly quyết liệt, nhưng ở phạm vi gọn nhất có thể, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.